Xin chào mọi người, nếu mà mọi người đang tìm một chiếc tablet để mà về xem phim hay là đọc báo hay là mua về cho con cái để học online thì trong video này mình sẽ đưa đến cho mọi người một lựa chọn cực hợp lý. Trên tay mình là chiếc iPad Air 2. Chiếc iPad đã có tuổi thọ đến hơn 8 năm tuổi. Và với cái tuổi thọ là hơn 8 năm thì hẳn là nhiều người sẽ đặt ra một dấu chấm hỏi là chiếc iPad này còn hữu ích tại thời điểm hiện tại hay không. Thì mình khẳng định trong cái tầm giá chưa tới 4 triệu thì chiếc iPad này có thể nói là khó có thể tìm được một sản phẩm nào tốt hơn chiếc iPad này. Tại sao mình lại nói như vậy? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video nhé. iPad 8 năm tuổi thì liệu có còn ngon hay không? Chắc chắn đây là vấn đề mà khiến cho những người phân vân về chiếc iPad này nhất. Và nói thật thì chiếc iPad này không còn quá ngon tại thời điểm hiện tại. Nó sẽ không được tốt như những chiếc iPad bây giờ. Nhưng với mức giá chưa tới 4 triệu mà mình tham khảo ở Clickbuy thì chiếc iPad này có những điểm mạnh như sau. Đầu tiên đó là về thiết kế. Thiết kế của nó thì nó vẫn khá là tương đồng so với những chiếc iPad ở thời điểm hiện tại. Mặt trước này với khung viền dày này cùng với đó là tag ID và khung viền thì bo cong là bằng nhôm. Nếu mà để so với những chiếc iPad vài năm vừa rồi thì nó cũng không phải là quá lỗi thời. Khi mà iPad Gen 9 ra mắt năm 2021 thì nó vẫn có thiết kế tương tự như thế này. Đến iPad Gen 10 thì đã thay đổi rồi và lúc đó thì chiếc iPad Air 2 này nó cũng thể hiện ra là nó khá là cũ rồi. Nhưng mà iPad Gen 10 đến thời điểm này thì vẫn còn quá đắt. Thế là iPad Air 2 với cái thiết kế như này thì nó vẫn là mặt bằng của những chiếc iPad bây giờ. Ngoài ra thì nó có một điểm cộng nữa, đó là nó khá là mỏng và nhẹ so với những chiếc tablet có mặt ở trên thị trường bây giờ. Điểm thứ hai mà mình muốn nói đến cũng là điểm cộng của nó, đó chính là về màn hình. Màn hình của nó khá ổn, chất lượng hiển thị đến thời điểm này mình đánh giá là vẫn khá đẹp. Cùng với lại kích thước màn hình là 9.7 inch, những cái trải nghiệm của mình về xem phim hay đọc báo trên chiếc màn hình này nó vẫn cực kỳ tốt. Nói thật là với tầm giá chưa tới 4 triệu, rất là khó để mà chúng ta tìm được một chiếc màn hình máy tính bảng tốt hơn màn hình chiếc iPad Air 2 này. Thời lượng sử dụng của nó vẫn khá là tốt, bởi vì là đây là iPad cũ và nó cũng không hiện dung lượng pin tối đa, nên là mình không biết là cái dung lượng pin thực tế của nó còn bao nhiêu phần trăm. Nhưng với cái chiếc iPad này thì mình vẫn dùng được trong khoảng là hơn 6 tiếng. Sáng mình đem đi làm thì mình dùng trong cả ngày khi mình đến công ty làm việc, và đến tối về thì mình mới phải sạc. Như thế thì nó vẫn hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu sử dụng của mình trong cả một ngày. iPad Air 2 sử dụng con chip là A8X cùng với lại hệ điều hành hỗ trợ cập nhật là iPadOS 15, có nghĩa là đã bị ngừng cập nhật rồi. Nhưng những cái tác vụ cơ bản thông thường thì chiếc iPad này vẫn hoàn toàn đáp ứng đủ cho mình. Và iPadOS nói thật là đến bây giờ thì nó vẫn là cái gì đó rất ổn định so với những hệ điều hành của những chiếc tablet Android. Và đó là tất cả điểm mạnh của chiếc iPad Air 2 này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với điểm yếu của nó. Đầu tiên, điểm yếu lớn nhất chiếc iPad Air 2 này và mình nghĩ là đây sẽ là điểm quyết định xem là mọi người có chọn mua chiếc iPad Air 2 này không, đó chính là về hiệu năng. Với cái con chip là A8X thì bây giờ iPad Air 2 không còn gọi là quá ngon để mà đáp ứng những cái nhu cầu cao của mọi người nữa rồi. Nó sẽ chỉ ổn khi mà mọi người dùng những tác vụ cơ bản thôi. Mình thì vẫn đang dùng chiếc iPad Air 2 này để mà học tiếng Anh, bởi vì là nó tiện hơn so với việc là mình dùng laptop hay là PC. Nhưng phải nói thật là nếu mà dùng thời gian dài thì mọi người sẽ thấy được là nó đã có hiện tượng chậm và thi thoảng giật lag. Cái hiệu ứng animation của nó thì cũng không còn là quá mượt mà nữa. Mình chơi mèo Tom Run ở trên chiếc iPad Air 2 này thì cái hiện tượng giật lag là có, nhưng không phải là quá nhiều. Chơi Liên Quân thì có thể nói là có chơi được, nhưng mà hiện tượng giật lag là rất rất nhiều. Thiết kế của nó cũng không còn là quá tốt nữa. Mình có nói ở phần trước thì là nếu mà so với những chiếc iPad, thiết kế của nó vẫn còn khá ổn. Nhưng nếu mà so với những chiếc máy tính bảng của Android thì thiết kế của iPad Air 2 có thể nói là không còn đẹp và khá là cũ rồi. Với cái tầm giá này, đắt hơn một chút thôi thì chúng ta sẽ có Mi Pad 4. Thì cái chiếc Mi Pad 4 đấy nó có thiết kế đẹp hơn chiếc iPad Air 2 này rất rõ ràng. Điểm tiếp theo mà mình muốn nói đến, điểm yếu của nó chính là camera. Camera sau của chiếc iPad Air 2 là 8 megapixel. Camera trước thì thực sự là mình cũng không ngờ nó có thể kém đến như thế khi mà nó chỉ là 1,2 megapixel thôi. Cả hai cái camera của nó ấy, thì chỉ dừng lại ở mức là chống mù. Nếu mà dùng để chụp tài liệu tiếng Anh như mà mình đang dùng ấy thì nó ở mức là khá là ở mức chấp nhận được thôi. Còn nếu mà bảo là để mọi người dùng để mà quay video hay là chụp ảnh cảnh vật các thứ thì đây không phải là một lựa chọn nữa rồi. Thời lượng sử dụng của nó khá tốt, nhưng nó đã có một viên pin lớn mà lại còn không có sạc nhanh nữa. Đây là cái thời gian chờ sạc của chiếc iPad Air 2 này cũng khá là lớn. Nó phải mất khoảng là hơn 2 tiếng rưỡi, gần 3 tiếng để mà sạc đầy chiếc iPad Air 2 này. Đấy, mọi người cứ nghĩ mà xem, dùng được hơn 6 tiếng thì phải chờ sạc mất 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng rồi. Nên là nó cũng hơi củ chuối một chút.
Ngoài ra thì cái ánh sáng, cái độ sáng màn hình của chiếc iPad Air 2 này cũng không phải là quá tốt. Như là mình đang dùng ở đây trong cái môi trường là phòng quay và có đèn thì cái ánh sáng của nó đang tỏ ra là có chút là hơi yếu. Đó là tất cả những cái thông tin mà mình muốn đưa đến cho mọi người về chiếc iPad Air 2 này. Ok, bây giờ chúng mình sẽ tổng kết nhé. Cái chiếc iPad Air 2 này, nếu mà so với lại thị trường mà tính bảng bây giờ thì nó không còn gọi là quá ngon được nữa. Nhưng nếu mà so với mức giá chưa tới 4 triệu thì rất là khó để mà chúng ta có thể tìm được một chiếc tablet nào mà có thể hơn chiếc iPad Air 2 này. Đúng là hiệu năng của nó không thể nói là còn ngon được nữa, nhưng nó vẫn hoàn toàn đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của mọi người, như là xem phim này, lướt Facebook này, lướt YouTube này, hay là mua về cho các bé để học online, bố mẹ ở nhà đọc báo thì nó vẫn còn khá là hợp lý. Những cái phụ huynh nào mà nhà chưa phải là quá có điều kiện và lại muốn có một chiếc iPad để cho con mình học online, và đương nhiên là chỉ với mục đích là học online thôi nhá, thì có thể cân nhắc chiếc iPad Air 2 này. Nó vẫn đáp ứng được những nhu cầu cơ bản mà lại còn hạn chế được việc là con trẻ chơi game nữa. Còn nếu mà mọi người muốn có một chiếc iPad mà mạnh mẽ, có được rất nhiều công nghệ mới, thì mọi người có thể cân nhắc sang chiếc iPad Gen 9. Mình có tham khảo giá bên Clickbuy, bây giờ chỉ có giá khoảng là hơn 7 triệu thôi. Thì với cái chiếc iPad như là iPad Gen 9 thì mọi người sẽ không cần phải phân vân hay là lăn tăn gì nhiều cả. Và đó là tất cả những thứ mà mình muốn nói về chiếc iPad Air 2 này trong video. Nếu mà mọi người có ý kiến gì về nó, có thể để ý kiến ở bên dưới cho mình cũng biết nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bye bye!